thành phần đồng với chính châu Á và dần dần đã thành công đầu có một năm mưa phùn. Dưới đây cảnh đẹp ghê luôn đó, mà này gió mát lạnh rồi nó se se lạnh. Đi ra chỗ đó không mẹ? Bồ Tát nhìn tay. Xin chào quý khán giả của mình Vân trong người nước của kênh Cái Biết Miền Tây. Thì hôm nay mình sẽ mời quý khán giả đồng hành mình đi lên núi Bà Đen. À thì hôm nay bà con về núi Bà Đen rất là đông luôn. Hôm nay mình đi đại gia đình của muội ở bên Cần Thơ. Đâu cái nhóm mình nhóm mình bên kia quý khán giả. Đi vô đây đông khiếp luôn á. Nào giờ mình mới đi chuyến này là đông quá trời đông luôn. Mấy năm lần trước mình đi thì nó không đông như thế này đâu. Nay đeo đông quá trời đông luôn. Đông xong mà thấy sợ luôn quý khán giả. Còn hôm đi lên cáp ở trên kia kìa. Cái cáp ở chảnh á. Ôi, thấy không? Bây giờ mình sẽ mời quý khán giả nha, đồng hành nha. Người ta nói lạnh lạnh lắm, mà không biết lạnh không. Mới mượn được cái áo nè. Hả? Áo này của muội. Để mượn để đi lên chảnh. Rất là đông quý khán giả. Bây giờ mình vô tới phòng soát vé rồi. À, họ tới cáp treo mình không có quay nha, tại vì cao quá quay không hay thấy hết trơn á nha. Trời ơi, quá trời đông luôn. Cái gian hàng ở bên gia đình của chúng tôi đâu rồi? Đây đây, gia đình của tôi đây. Ờ, xếp hàng luôn hả? Gia đình mình ai đi bộ ghé quán màu xanh xin vui lòng di chuyển qua đây phải à. Mọi người tập 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 xin mời các em nha. Đây mình lên lối lên đỉnh. Kiểu qua mình đi lên bà rồi, giờ mình lên đỉnh cáp treo. Wow. Dạ, chúng em nó đi vòng. Đã được tới cửa rồi. Quá trời đông luôn quý khán giả, hôm nay đông quá trời đông, kiện quan đâu có đông dữ vậy sao hôm nay đông. Thế mà thương qua đây đi. Hả? Hello ngoại. Ngoại lên nhanh quá ha. Để cao mà. Ủa? Có người dẫn lên luôn, đâu có chuyện lắm. Ngoài đi thang máy luôn, có người dẫn lên luôn. Đã cao mà, đi đường này ưu tiên. Ủa? Ngoài, ngoài ưu tiên thôi, mình không được ưu tiên đâu. À, bà ưu tiên thôi. À, ngoài được ưu tiên. Dạ. Sao mà ý này chết đi. Dạ, ngoài ưu tiên. Đại ca đi biết không? Đi với đại ca đi biết chưa? Lên đại ca. Wow, view đẹp chưa? Chào mừng quý vị đã đến với núi Bà Đen. Welcome. Trời ơi, đông quá trời ơi. Wow.
thành công, đầu cho một năm vui vẻ. Từ trên cao rồi mình nhìn xuống dưới đây cảnh đẹp ghê luôn đó vậy, mà này gió mát lạnh rồi, nó se se lạnh. Đi ra vô đó không mẹ? Ở đây không hay đó. Ở đây thì lên tới núi Bà Đen rồi, chưa tới đỉnh còn trên nữa, nó có bốn phòng lần. Cái nhóm lạc lối chúng em đã lạc lối thiệt rồi, bây giờ ngoại với anh hai với Yến không biết ở nào nữa quý khán giả. Đông quá, lần đầu tiên mình đi phải đông như thế này, đông mà không có biết hướng của chúng mình ở đâu hết trơn á. Giờ đi kiếm mỗi người á, có điện thoại luôn mà điện khi đông quá nên không có nghe nữa. Bây giờ mình đi review ở cái khu này nha. Ở đây thì chỉ có lạnh, xe lạnh thôi. Ở ngoài kia thì cái thung lũng tình yêu. Ủa bên đó là cái gì vậy? Đây là hội nghệ thuật Phật giáo Xá Lợi Tự, nghệ thuật điêu khắc Phật giáo thế giới. Đây là tôn nghiêm thang máy lên tôn giả xà giả đa cái này cái gì? Quan âm tố tử hả? Tống tử. Rồi em dẹp lộn. Rồi em cận mong quý khán giả thông cảm nha. Quan âm tọa sơn. Tôn giả La Hầu La Đa rất là đông không quý giả nó làm học sinh đây cũng vẫn còn lạnh ha. Tôn giả Long Thụ bên này Phật Di Lạc, Phật Dược Sư, Quan Âm Bồ Tát, Bồ Tát Ta Ra, Văn Thù Bồ Tát, Phật A Di Đà. Đây là những vị Phật mà mình sẽ biết. Nếu khán giả vô đây từ từ mình coi mình biết được là mấy vị Phật tên gì và pháp danh. Mình lên đường Xá Lợi Phật rồi quý vị vậy. Đi bên phải qua đi. Đi ngược kim đồng hồ. Đúng không? Cái gì vậy? Con cái gì vậy? Thấy gì vậy? Thấy không ngợp hết ơi. Không quá ngọt em. Xá lại. Đèn xanh có nước còn hộp bóng. Đây là lò mạ vàng. Lá bồ đề mạ vàng 4 triệu. Wow. Đẹp ha. Có mệnh giá 17 triệu. Chương thư giám định đá quý vàng. Đó.
rất là nhiều quý khán giả ơi. Ôi lên rồi hôm qua đi qua bên kia rồi luôn, bên lên Phật chưa, lên Miếu Sơn rồi chưa có lên trên. Ủa, mình lên tới tầng 4 luôn rồi đó. Đi lại, trời ơi, đi chiếm rồi. Này Phật xin vía. À, Phật A-di-đà. Mình đi tham quan hết cả. Xin lộc. À, ngoài là trùm cuối của tôi đây. À, ngoài lên tới đỉnh là tầng thứ 4. Ờ, xá lại Phật nữa. Đi đâu? Xong rồi đó, nó có như đây nè. À, ngoại đi đâu, bà còn ngồi. Ừ, đi xe à. Dạ. Rồi giờ là ngoại lên tới đây luôn. Dạ. Đây thang máy. 85. 85 tuổi quý vị ạ. Đây qua bên đây, qua bên đây. Đó, người nhà chúng tôi đã tìm được rồi ở đây. Rồi bạn đi đâu? Bạn đi đâu? Ở một chỗ mà hôm nãy giờ không có kiếm ai được đâu. Ở một chỗ đứng trên cái cây không cũng thấy nữa. Điện thoại đâu? Thiếu thông điện. Hết rồi. Hết 3G, hết 3G. Trời ơi, ở gốc cây nào hả? Nó đứng ở gốc cây. Nó nói nó đang ở gốc cây sao biết. Rồi, chúng tôi sẽ ăn. Ở đây là nhà hàng ăn chay chị nhé. Tất cả các món đều là món chay ạ. Chay hết à? Dạ vâng ạ. Chị ăn thử đi, trải nghiệm đi, ngon lắm chị ạ. Chúng em có pizza, có mì Ý, có cơm, có bún. Sao hỏi không pizza ta? Yeah. Happy birthday ngoại. Đây hôm nay là mình ăn pizza chay. À. Ở đây nó có hai đường đi ha. Một là mình đi thẳng lên đây. Đó. Lên thẳng lên núi Bà Đen. Hai là mình đi thang máy. Những người mà dành tiền cho những người ưu tiên, người lớn tuổi rồi á thì mình đi vô thang máy đây. Đó, thang máy và thang cuốn. Nó có nhiều loại cho mình đi ha quý khán giả, nên rất là tiện lợi. À, đi vô đây thì nhân viên phục vụ rất là ok, nhiệt tình luôn quý khán giả. Như đặc biệt là những người già nha, người lớn tuổi rồi á, nó được ưu tiên đi đường này lên. Mà nãy giờ chưa thấy trùm cuối chúng tôi ra tới. Trùm cuối đi thang máy quý khán giả ơi. À, đi đường này có hai đường nha. Bên đây là mình chưa có đi nè, bên này mình chưa có đi, hoa lắm á, đẹp lắm. Nhưng mà mình không có đi bên đó. Giờ xếp hàng tôi đi xuống nè, lên cũng xếp hàng, có về mà về xuống cũng xếp hàng. Còn bên kia thì một cục mơ bển nữa kìa. À. Qua trời luôn, đông quá. Đi là mới có mùng 8 mà. À, nó có dày à. Rồi cứng ngắc luôn. Vào hoa phải không? Qua hoa phải không? Qua hoa nó đẹp. Thì có đi được, qua bên đó đâu đông lắm. Ngoài ra thang máy ô, thấy không? Không. Đó. Ở bên đây thì bên đây là gái với massage, quý vị đi mệt mỏi rồi á. Cái mình đi massage, xuống mệt quá massage. À, ngoài còn khỏe quý vị. Đi cáp treo lên tới đỉnh thứ tư luôn, lên tầng thứ tư luôn mà. Đây là chúc quý khách thượng lộ bình an.
Thì vô đây là thấy gian hàng bán bánh tráng Tây Ninh. Đó, khách mua rất là đông. Hello. Tèo mua gì? Mua sâu chuỗi, yến với muội. Xe bà bên nhà, nhà xe có nhà xe, ưu tiên cho mình có nhà xe đó. Thì mình mất tới chỉ tới cái đồng hồ thôi. Đồng. Cái sợi trên này bự quá ha. Sợi túi quý mà. Cái sợi mà hồi xưa trước cửa nhà mình có một cây quá à. Thấy không? Thì nãy nó ngủ nè nha, nó có đâu đó. Muốn chạy chợ hay là qua anh đó mua? Nó mua gì vậy? Nó mua bánh tráng vậy đó. Không dài dài. Dài dài đi anh. Chạy chợ đây cũng được. Chợ đi chị ngược vô lại. Sao không? Sao rồi? Trong tòa thánh đúng không? Đoàn Lạc nói chúng tôi go.